vọng rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và giáo sư Shlomo Maital, giám đốc Học viện Quản lý Technion của Israel ngay sau đây, có thể phần nào mang đến cho chúng ta những ý tưởng về sự khởi nghiệp, về một con đường mà kinh tế Việt Nam cần đi và nên đi. Hãy làm theo cách của Việt Nam, mọi kinh nghiệm thế giới chỉ là tham khảo. Cuộc hội thảo thường niên Talk and Think của trường doanh nhân Pace tuần qua đã mang đến cho giới doanh nhân trong nước nhiều bất ngờ về cách nghĩ, cách làm của Israel trong phát triển kinh tế. Nhờ con đường riêng của mình, Israel từ một quốc gia nhỏ bé, thường xuyên trong tình trạng bị láng giềng cấm vận, dân số chỉ 1 phần 10, còn diện tích chỉ bằng 1 phần 16 Việt Nam. Nay đã có thu nhập bình quân đầu người gần 30.000 đô la Mỹ một năm. Việt Nam có thể học được gì từ hiện tượng kinh tế ấy? Theo đúc kết của giới chuyên gia, chính nghịch cảnh đã làm nên những sáng tạo và thành công phi thường của một quốc gia. Và một trong những nhân chứng mang câu chuyện thành công của Israel đến Việt Nam, giáo sư Shlomo Maital, đã từng là giám đốc cơ quan kế hoạch và kinh tế quốc gia thuộc Bộ Kinh tế Israel. Đây cũng là người đã có 20 năm kinh nghiệm tại Viện Đại học MIT của Mỹ, với những học thuyết quản trị nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Vâng, sau bài nói chuyện của ông, tôi nhận thấy rằng bài học lớn từ thành công của kinh tế Israel luôn có vai trò của công nghệ và sự sáng tạo. Và nếu chúng tôi muốn trở nên giàu mạnh như Israel thì chúng tôi cũng phải tập trung vào cái yếu tố này. Tuy nhiên, như ông thấy thì để đầu tư vào công nghệ, chúng tôi cần rất nhiều vốn. Nếu là một trong những nhà làm chính sách của Việt Nam, ông sẽ làm gì để vượt qua cái rào cản tài chính này, thưa ông? If I were your policymakers, nếu là người làm chính sách, tôi nghĩ tôi sẽ vẽ một kế hoạch tưởng tượng nó như thế này. Đi thăm các nước thành công về kinh tế như Singapore, Thụy Điển, Phần Lan, cả Estonia nữa, để cố gắng tìm hiểu xem tại sao họ lại có thể thành công như thế, đặc biệt là các nước có sức hấp dẫn với vốn đầu tư nước ngoài. Ở Việt Nam, tôi nghĩ điều cần nhất lúc này là công nghệ, mà nói đến công nghệ nghĩa là nói đến chi phí đắt đỏ. Đó là lý do vì sao Việt Nam cần đầu tư nước ngoài. Có rất nhiều công ty bắt đầu khởi nghiệp trên khắp thế giới, do đó tiền có thể chảy vào bất cứ đâu, có thể là Singapore hay Indonesia. Vì vậy, phải cho FDI một lý do để đến Việt Nam. Phải có một môi trường để dễ dàng khởi nghiệp và kinh doanh. Cũng không khó để làm chuyện đó. Việt Nam có thể học kinh nghiệm từ Singapore chẳng hạn, khiến cho đất nước của bạn hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nước ngoài. Và hãy sử dụng những đồng vốn đó một cách cẩn trọng để làm ăn, để xây dựng công nghệ. Và điều quan trọng nhất, đừng có cố gắng trở thành một thung lũng Silicon thứ hai hay trở thành như Israel, hay là chính Việt Nam với lịch sử và văn hóa riêng có. Ông vừa mới nói rằng là chúng tôi cần thu hút FDI để có vốn đầu tư cho các ngành kinh tế của mình. Có phải ông có ý muốn nói rằng là Việt Nam nên ưu tiên cho thu hút FDI thay vì ưu ái cho các khu vực kinh tế trong nước không? Tôi không nghĩ vậy. Việt Nam cần làm chính sách song song cho cả hai khu vực, cần khuyến khích các doanh nghiệp nội địa với chính sách tương tự FDI, cần tìm ra cách động viên doanh nghiệp tiết kiệm nhiều hơn nữa để có thêm vốn đầu tư. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vẫn phải có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư trong nước càng mạnh thì đầu tư nước ngoài càng vào nhiều. Nghĩa là cùng lúc phải vừa tăng cường tiết kiệm, vừa tăng đầu tư cho khu vực nội địa, vừa tìm cách hấp dẫn FDI. Việt Nam có 90 triệu dân, không chỉ nên chú ý đến xuất khẩu, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng nên nhìn thị trường nội địa trước. Cùng với thời gian, khi công nghệ dần được hiện đại hóa, sản phẩm cũng được cải tiến tốt hơn lên. Lúc đó hãy nghĩ đến xuất khẩu, nên chia tiến trình đưa hàng hóa ra thị trường thành hai giai đoạn như vậy. Ông vừa mới nói là phải tập trung vốn từ nhiều nguồn lực thì mới phát triển kinh tế được. Nhưng mà phát triển kinh tế cũng cần có nguồn lực con người. Và Việt Nam hiện đang gặp tình trạng chảy máu chất xám. Nhân tài cứ rời bỏ các khu vực kinh tế trong nước để đến với các doanh nghiệp FDI hay thậm chí là ra nước ngoài học tập, làm việc và không về Việt Nam nữa. Vậy làm sao để chúng tôi có thể tập hợp đủ nhân tài cho phát triển kinh tế, thưa ông? Đúng, điều này rất quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của các quốc gia nên là tạo ra một môi trường làm việc khả dĩ cho mọi người, đặc biệt là người trẻ, nhất là lớp thanh niên ưu tú. Thanh niên ngày nay họ yêu nước chứ, nhưng giờ là thời đại của công dân quốc tế rồi. Họ có thể đi bất cứ đâu, dừng chân ở bất cứ nơi nào hấp dẫn. Vì vậy, để truyền cảm hứng cho họ, cần cho họ cơ hội, cho họ thấy tầm nhìn, thấy hy vọng ở tương lai. Cùng với đó là gửi người trẻ ra nước ngoài hoặc khuyến khích họ tự ra nước ngoài để học tập, nhưng phải chắc chắn có điều gì đó hấp dẫn họ trở về. Có thể là gia đình chẳng hạn, cho họ thấy tầm nhìn của Việt Nam trong 20 năm tới và Việt Nam sẽ như thế nào trong 20 năm nữa. Hãy khiến tất cả những điều đó trở nên hấp dẫn, thực tế và cụ thể với người trẻ. Làm cho họ thấy rằng Việt Nam sẽ ở trong tay của thế hệ mới, rằng cần sáng tạo vì Việt Nam trong tương lai, và mời gọi tất cả thanh niên cùng thực hiện ước mơ đó. Và chúng tôi có nên thực hiện các chính sách ràng buộc để sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài thì lớp thanh niên trẻ này buộc phải về nước không? Không, tôi không nghĩ chính sách đó có hiệu quả. Bạn không thể bắt người khác làm nô lệ được. Lớp trẻ hoàn toàn tự do và bạn không thể buộc họ trở về quê hương sau khi tốt nghiệp, ngay cả khi họ đi học bằng học bổng của chính phủ. Tất nhiên tôi hiểu rằng đã cử người đi học thì phải buộc họ trở về phục vụ đất nước, nhưng họ cũng có thể hoàn trả khoản kinh phí đó sau một thời gian làm việc ở nước ngoài.
và cuối cùng thì họ vẫn không về nước. Cái cần làm là làm sao để Việt Nam hấp dẫn trong mắt thế hệ trẻ, cho họ những thách thức đủ hấp dẫn để họ tự nguyện trở về xây dựng đất nước và trao cho họ đủ quyền lực để thực hiện hoài bão của mình. Và trở lại với một trong những thế mạnh của Việt Nam mà chúng ta vừa đề cập trong buổi hội thảo vừa qua, đó là thế mạnh về nông nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì không dễ kiếm lãi lớn nếu anh đầu tư vào nông nghiệp. Vậy theo ông, làm sao để chúng tôi có thể phát triển ngành nông nghiệp như mong muốn? Đúng là có nhiều việc phải làm lúc này để có đầu tư cho nông nghiệp. Tôi muốn nói với nhà đầu tư rằng có thể bỏ tiền vào nông nghiệp khó thu lại được lợi nhuận lớn, nhưng đó sẽ là nguồn thu ổn định và đáng tin cậy. Điều tốt nhất có thể làm ở Việt Nam là xây dựng một nền kinh tế bền vững, không có lạm phát cao, không có giảm phát lớn, không có thất nghiệp khủng. Nếu nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy Việt Nam đang điều hành kinh tế theo hướng đáng tin cậy, bền vững và biết rõ cần phải đưa con tàu Việt Nam đi đâu, thì họ sẽ thích rót vốn đầu tư nhiều hơn. Sự ổn định vĩ mô là điều quan trọng, đặc biệt là tỷ lệ lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái, cả ba yếu tố này cần luôn được ổn định. Như ông thấy đó, Việt Nam ngoài nông nghiệp cũng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch nữa. Liệu có thể hy vọng Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế vững mạnh dựa trên hai ưu thế lớn này không? Tôi thì nghĩ một nền kinh tế cần rất nhiều ngành công nghiệp, cần cả nông nghiệp, du lịch và công nghệ cao, công nghệ sinh học và nhiều ngành khác nữa. Cần phát triển rộng khắp để có thể tìm ra ngành mà Việt Nam có lợi thế lớn nhất so với các nước khác. Việt Nam rất xinh đẹp, con người thì thân thiện, hệ thống khách sạn khá ổn. Vì vậy, Việt Nam có thể làm du lịch rất tốt. Điều tôi băn khoăn là nhiều nước khác cũng đang làm như Việt Nam vậy. Đó chính là sự cạnh tranh cho Việt Nam, Malaysia hay Indonesia chẳng hạn. Việt Nam cần được xây dựng như một thương hiệu riêng, như Apple. Để khi người ta nghĩ về Việt Nam, người ta phải nghĩ ngay rằng đó là xứ sở xinh đẹp, con người thân thiện và ẩm thực tuyệt vời. Điều này cũng giúp thu hút đầu tư nước ngoài hơn. Thành thực mà nói, ngoài trừ nhà đầu tư Nhật Bản, Việt Nam hiện chưa phải là ưu tiên số một với các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến châu Á. Bằng cách quảng bá du lịch Việt Nam, có thể tạo ra thương hiệu riêng, từ đó giới đầu tư toàn cầu có thể nghĩ về Việt Nam như một điểm đến đầu tư. Câu cuối cùng thưa ông, chúng tôi thấy một trong những nhân tố chủ yếu làm nên thành công của kinh tế Israel là tinh thần Hotspur, nghĩa là người ta có thể tranh luận với nhau về mọi vấn đề, bất kể cấp bậc hoặc là vị trí xã hội. Nhưng Việt Nam lại là một xã hội theo tư tưởng tôn ti trật tự. Nếu nói về khía cạnh này, ông có cho rằng đây chính là bất lợi của Việt Nam so với một số nước khác khi phát triển kinh tế không? Đầu tiên, tôi muốn giải thích một chút về cái gọi là Hotspur của chúng tôi. Đó là một từ của người Do Thái, nghĩa là người ta có thể tranh luận với nhau bất kể cấp bậc. Đó có thể là chủ kiến riêng hoặc quan điểm gây sốc. Người Việt Nam có thể không giỏi về khoản này vì đó là đặc trưng của từng dân tộc. Nhưng các bạn rất giỏi về việc tìm ra cách tốt nhất để thực hiện ý tưởng, giỏi làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác với nhau. Hãy tạo ra những công ty khởi nghiệp bằng chính công thức này, chứ không phải là cái gọi là Hotspur của người Israel. Vâng, sau cuộc trò chuyện này chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những sự thay đổi nào đó trong tư tưởng của nhiều người Việt Nam. Cảm ơn ông về những chia sẻ thú vị.